Đây như là góc khuất của vịnh Nha Trang, một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Khu dân cư này sát biển thuộc phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang. Bây giờ nhiều người ở đây đã quen với cái bức bối ô nhiễm từ rác thải nhựa. Rác mới có, rác cũ có, lúc thì sóng biển cuốn đi, lúc thì sóng biển để lại. Những hộp đựng thức ăn bằng nhựa, chai nhựa, cứ thế, eo biển này tựa như túi rác. Chắc nồi nó quăng xuống biển rồi đầu nó chơi nó tấp vô đây. Có bữa thì nó chơi đi, có bữa nó tấp vô đây. Tại những khu dân cư ven vịnh Nha Trang, lẽ đương nhiên đã tổ chức thu gom rác. Nhưng một nghịch lý, không phải lúc nào rác cũng được gom, rác nhựa vẫn tràn xuống biển. Xì rác, cũng có xì rác coi như gom, nhưng mà người ta coi như gần dục cho nó sướng hơn đem lên kia xe. Vịnh Nha Trang, trung tâm du lịch biển đứng đầu khu vực Nam Trung Bộ. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt khách tham gia tour biển đảo và một vật mà du khách thường mang theo khi lên tàu tham quan vịnh Nha Trang chính là đây. Những chai nước, những ly nước bằng nhựa. Phần là chai nhựa chứ đâu có chai nào khác đâu. Cầm rồi mình bỏ, ví dụ mình bỏ không dở nữa thì nó tiện thôi. Không phải du khách nào cũng cho ly nhựa và chai nhựa vào thùng rác. Nếu không kịp thời thu gom thì chỗ rác nhựa này sẽ rơi xuống biển. Đó là chưa nói, nhiều trường hợp du khách vứt thẳng rác xuống biển mà không ai có thể kiểm soát. Thì đúng là những cái vùng mà có cái hoạt động du lịch mạnh thì đông người đến và người ta sử dụng sẽ nhiều hơn. Và hiện nay thì ý thức chưa được tốt ấy, thì người ta thải ra môi trường rất nhiều. Thống kê gần đây, mỗi năm ở Việt Nam, lượng rác nhựa thải ra biển không dưới nửa triệu tấn và Việt Nam là một trong năm nước thải rác nhựa ra biển nhiều nhất. Hiện tại, nhiều vùng biển đang đứng trước nguy cơ trở thành vùng biển chết do rác thải nhựa nếu như mức độ sử dụng đồ nhựa, xả thải rác nhựa ra biển không được giảm thiểu và không được kiểm soát.